Đường lối của trái tim. Bước thứ 6. Đức Kitô sống trong chúng ta. Tình yêu trọn hảo là tình yêu nên một với người mình yêu. Khi con người đang đứng trong sự đổ vỡ của chính mình, Thiên Chúa đã đến và biến đổi con người không phải từ cách thế bên ngoài, nhưng là cách thế Thiên Chúa đã đi vào trong tâm hồn, chính cõi lòng của mỗi người. Bằng bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa đi vào trong và trở nên một với con người. Ngài biến đổi con người từ những vụn vỡ, từ những yếu đuối, những nghèo nàn của tâm hồn mỗi người. Hãy mở lòng để cho Ngài biến đổi, để rồi ta có thể nhận ra như Thánh Phaolô: Đức Kitô sống trong tôi. Đường lối của trái tim. Bước 6. Chúa Kitô ở lại trong chúng ta. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Nào anh em chẳng biết rằng, anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái. Tất cả chúng ta mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương. Như vậy chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó. Bên cạnh tình yêu bao la mà Ngài dành cho ta, Thiên Chúa còn khao khát được ở lại trong trái tim của chúng ta. Chúa Giêsu đã hứa điều này với các tông đồ trước khi Ngài chịu chết. Ngài muốn ở lại trong mỗi chúng ta. Thánh Phaolô làm chứng cho lời hứa này khi Ngài nói: "Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." Đây là nhận thức cơ bản nhất về việc Chúa Thánh Thần dẫn dắt đời sống đức tin của ta. Ngài nỗ lực biến các tín hữu nên giống Chúa Kitô về thể xác, linh hồn và tinh thần. Chúng ta ao ước điều này và chúng ta xin điều này với một con tim khiêm tốn, ý thức rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt được do sức lực của ta. Chúng ta tin chắc rằng ta được biến đổi một cách đặc biệt qua Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa Giêsu đã ban chính mình Ngài cho chúng ta qua thịt và máu Ngài. Uốn nắn trái tim ta nên giống trái tim Ngài. Nhờ đó, chúng ta có thể trở nên giống Ngài và hành động như Ngài.